Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của mình. Mình là Lộc, kính chúc các bạn có một ngày mới an lành và nhiều sức khỏe. Hiện tại thì mình đang ở ngay chỗ đường Nguyễn Tất Thành, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột. Bây giờ là đoàn mình đang đi ăn sáng nha. Cái chị ngay chỗ khách sạn giới thiệu thì cái ở đây nè, có bán ăn sáng rất là ngon. Nằm mình coi cái hướng thì nó xéo xéo ngay chỗ siêu thị Cấp Mắt á. Nó siêu thị Cấp Mắt nằm hướng bên trái mình à. Nó sát bên nhà thuốc Long Châu luôn. Nó cái này là bún cô chua cô cúc nha. Hai cái quán nó nằm kế bên. Rồi có phở bò phở gà đó nè. Cái này là của cô chua. Ở đầu mình vô ngồi bít rồi. Mình qua cái quán kế bên đi. Thường thường thì hai quán gần nhau thì mình thấy khẩu vị chắc cũng không lệch bao nhiêu đâu. Ở dưới mình đi buổi sáng thì mình thấy dân địa phương người ta ăn ở đây cũng ít nữa. Gần như là đầu mình vô phải là bích chịch rồi. Ở dân địa phương thấy có vài người. Mình thích ăn những cái quán mà dân địa phương càng đông càng tốt. Ở đây có bún chè nữa nha. Bữa nay mình sẽ thử ăn bún chè nha. Bún riêu, bún chè, bún bò quế. Nó phở tái nạm miếng, rồi măng gà, đủ đủ thứ. Gần như là nó cũng giống với miền Tây mình thôi. Chỉ khác là ở dưới miền Tây mình thì không có bún chè với bún đỏ. Cái này là bún chè nha. Nó cũng giống như là bánh canh nha. Cái sợi thì mình thấy nó nhỏ hơn sợi bánh canh chút xíu. Sợi bún trên đây khá là bự. Với thêm được như một cục thịt bự chảng luôn. Rồi nó chè cái khúc xương nè. Mình thì nuốt không nổi nha. Mình cắn được có mấy cái nha. Tại vì thịt này nếu mà sắc mỏng ra thì mình còn nuốt được. Chứ nguyên cục đó thì mình thôi thua. Nguyên cục kiểu đó chỉ có thịt nướng đó. Mà thịt nướng kiểu đó mình ăn cũng không nổi nữa. Phải có thêm rau cải đồ vô. Ở một tô bún chè vậy là 70 nha. Còn bún riêu thì 45. Nói sau khi ăn xong rồi bây giờ đầu mình sẽ lên xe. Mình đi qua bên chỗ làng cà phê Trung Nguyên mình uống cà phê. Đó, cũng có khách nữa. Các bạn đi lại mấy cái quán ăn nào mà thấy người ta xả khăn giấy trắng giả luôn á. Thường là những cái quán đó có khách á. Cũng khá là đông á. Thường khách đông thì người ta sẽ không có quét dọn được. Còn này mình đi lại làng cà phê Trung Nguyên rồi nha. Chỗ này bãi xe. Có cái giới thiệu thì làng cà phê này thì cảnh rất là đẹp luôn á. Hôm qua thì mình có ghé cái viện bảo tàng của cà phê Trung Nguyên rồi. Lúc mà đi ngang qua mấy căn hộ thấy mới cất thì thấy cũng hoành tráng lắm. Nhưng mà gần như là người ở rất là ít. Còn viện bảo tàng thì thấy tiền vé mắc quá nên mình không có vô. Mình chỉ đứng phía ngoài ngắm ngắm ngó ngó chụp hình thôi. Còn bữa nay mình vô đây mình uống cà phê nè. Thường thường là đi lại mấy khu du lịch mà nó có tiền vé cổng là ngán tới luôn. Ví dụ như ở trong này có cái gì hấp dẫn thì không nói gì. Nè, dọc bờ hồ thì nó có mấy cái cà phê nè. Có một số cây thì nó nở bông trắng rất là đã nha. Chỗ này mới có lú nụ không à. Nó lên Đắk Lắk thì gần như là gặp cà phê nhiều lắm. Cà phê, tiêu, điều, cao su nè. Người mà thấy nè, mới có mấy cái bông nhỏ nhỏ mà. Bông của nó thì nở màu trắng rất là đã luôn. Lúc đầu mình mới nhìn mình cứ tưởng là mấy cái cây bông không à. Nhưng mà sau này thì coi kỹ là mới biết là cây cà phê. Nè, cổng chính ở đây thì trang trí đẹp hơn nha. Nó cái khuôn viên thì rất là mát luôn. Nhà này có mấy cái cúc mâm xôi rồi người ta lấy thêm. Mình nhớ giống mấy cái đồ để bắt cá đó. Cái người ta làm cái giống như là cái bông nhìn rất là đã luôn. Nó còn mấy cái băng ghế hiện thường là bằng đá không à. Nè, ở đây có chú tiểu chăn trâu nữa nè. Nó còn nhà thường là nhà gỗ nha. Nhà gỗ lợp ngói. Mình thấy trước cổng thì có ba cái bắp treo nữa nè. Nó nhìn rất là đã luôn. Ở trong thì bàn ghế gỗ không à. Nhìn cái không gian rất là ấm cúng nha. Có thể là nó hơi tối một tí. Nếu bạn nào thích sáng thì ra ngoài phía ngoài như mình. Rồi ngồi ngoài đây nè. Bây giờ thì trời cũng còn hơi lạnh mà. Hồi tối hôm qua mình lên đây thì nó có 10 mấy độ à.
Nhưng bữa nay thì nó đã đỡ đường đi. Mình ở dưới miền Tây thì thông thường nhiệt độ khoảng chừng ba mấy độ, có khi lên gần 40 độ là bình thường. Mà nhiệt độ mà xuống chừng hăm mấy độ là đã khá là lạnh rồi. Ở dưới mình mà nhiệt độ mà xuống chừng hăm mấy độ lần thường là mấy bà cụ hoặc là mấy ông cụ dễ đi lắm. Còn xuống mười mấy độ vậy thôi khỏi nói rồi. Mà đây nè, đá nhìn rất là đã luôn nha. Còn vòng vòng thì toàn là cây cối đâu không mà. Nó hiện đại cũng có mà cổ điển cũng có. Đó, đi nguyên cái lối này hai bên bông không mà. Ừ, phía sau hướng dương còn mấy cây trước thì lúc trước mình có hỏi tên mà lâu quá mình không có nhớ. Cây này tại lúc trước nhà mình cũng có trồng nữa. Lâu lâu thì gặp mấy cây cổ thụ rất là lớn luôn. Đó, trong đây có mấy cái quầy pha chế nữa nè. Thường thường mấy bạn cứ ngồi xuống đi là có phục vụ lại người ta hỏi mấy bạn dùng gì à. Ừ, cây này treo mấy cái bao lì xì nè. Cái này lót gạch tàu nha. Gạch tàu này mình nhớ là hình như là thoa dầu lửa lên á, là nó cái lên cái màu đỏ đã lắm. Nhưng mà cái điều quét lại nha, chứ để nó bị hôi. Thường thường gạch tàu mà lên dầu lửa là cái màu đỏ rực luôn. Nhà này cũng nhà gỗ lắm nha. Nó bàn ghế thì cũng gỗ luôn. Cái này giống như là bóng ký, nhìn rất là đã luôn. Bây giờ mình sẽ đi ngắm cảnh một hồi rồi mình mới kêu cà phê sau nha. Những cái nhà này mình thấy có cảm giác nó cũng hơi thấp thấp nữa. Nhưng mà bây giờ cũng có khách anh là. Nó bông hoa thì chủ yếu là nằm ở ngoài sân đây. Nào đây trang trí cũng rất là đã nè. Mai ở đây thì mình thấy nó nở cũng gần hết rồi nha. Còn có một ít bông mà. Ở đây có thể nói là một trong những cái quán cà phê mà hoành tráng nhất mà mình từng đi. Đây có mấy cái lu nữa nè, lu thì nuôi sen ở trong đây nha. Vô đây là mấy bạn sẽ chụp hình rất là đã luôn. Ở đây có cây cầu gỗ nữa nè. Ở dưới hồ thì người ta có phun nước lên á, nhìn cũng đã lắm. Nhưng mà có điều lâu lâu bị gió thì nó tạt vô mình đây. Đây treo mấy cái đồ bắt cá này, cái này cái gọi tên gì mình quên mất tiêu rồi. Với mình như kiểu lúc kêu là ống túm ấy nhỉ, lâu quá mình không nhớ. Hồi đó là đi bắt lươn bắt cá là hay là kiếm mấy cái này nè. Ừ, ở dưới hồ có nuôi cá nữa nha. Cá này thì cũng nhỏ chứ không mượt lắm. Thường thường mà nước mà phun vậy nè, nắng nó dội vô nó sẽ có tạo cái cầu vồng. Chỗ này không thấy. Rồi đi lại bên kia này. Kia mình thấy cũng có nước phun nữa nè. Thường thường là mình thấy nếu mà có gió thổi nữa đó, thì nó sẽ dễ tạo cầu vồng hơn. Với tùy theo cái góc độ của ánh nắng nè. Ở trên cây mình thấy có gắn bóng đèn đó nha. Cái này đi buổi tối mình nghĩ chắc lên hình cũng đã lắm á. Rồi giờ tròn mình đang chụp hình lưu niệm. Ở đây có cái bông giấy nữa cũng đã nè. Bông giấy thì bây giờ người ta hay ghép ngũ sắc. Đi mà mấy bạn lợi như cái ngày Tết ấy, thì người ta trang trí bông hoa đồ nhiều, chụp hình nó sẽ đã hơn. Ngày thường thì nhiều khi cũng có nhưng mà nó sẽ không bằng. Ủa hết chưa hai con này? Nhưng mà cái mai ở đây nó nở sớm hết trơn này. Bình thường mình thấy mai nở thì nó mau rụng lắm. Trừ trường hợp mà mấy bạn có phun keo lên á thì nó sẽ nở được lâu thôi. Nhưng mà khi phun như vậy thì ba cái búp nó sẽ không có nở được nha. Bởi vậy bạn nào mà có mua mai Tết á mà thấy mai mà búp không á là mừng, mà mua về là lên tơ mơ nó không có nở được á.
tại vì nó xịt keo cứng ngắc rồi, là về chơi chỉ có cái nụ đó không à. Bởi vì có mua thì bạn mua cái loại mà nửa nở nửa búp á, thì cái đó thì về thì có thể là nó nở nó hết được. Ở đây có cái con hiền bông á. Ngày xưa mà nếu mà kiếm cảnh chụp hình đó, thì người ta sẽ ra ngoài công viên. Còn bây giờ nếu mà kiếm cảnh chụp hình đó, thì mấy bạn đi vô mấy khu du lịch đó. Quán cà phê thì cũng có, nhưng mà thường cảnh nó sẽ không được như vậy đâu. Còn nếu mấy bạn muốn cảnh đẹp hơn nữa thì mấy bạn có thể đi vô những cái chùa đó. Chùa nào mà càng hoành tráng thì chùa nó sẽ càng đẹp hơn. Ở đây mình thấy khung hình hồn nó có tạo ra cầu vồng rồi. Ở phía sau có cây bông giấy bùi thản luôn, nhìn rất là đã luôn. Gió nó thổi hơi dữ nha. Nó sáng sớm mà trời lạnh mà gặp gió thổi nè. Phía bên phải mình thấy có con thác đó nè, với thêm cái nhà cổ nữa. Ở đây mấy cái hiền bông. Ở đây thì gần như là bạn thấy đó, toàn là cây cỏ với đá đâu không à, nhìn rất là đã luôn. Cái này không biết buổi trưa có nắng không à, chứ buổi sáng mình đi thấy mát rồi à. Với vòng vòng đây toàn là mấy cái cây bự bự không à. Nè, khúc này cũng mát nè. Có mấy cái bàn đá nữa nè. Nó bóng giận luôn, nhìn rất là đã luôn nha. Còn ở phía bên trái mình thì ở trong mà nhìn vô thấy mấy cái cồng chiên với mấy cái trống luôn mà. Nó bên trái mình giống như là cái chỗ tin bài à. Vô trong thì thấy nó hơi tối tí nha. Cái này nếu mà cuộn mấy cái rèm lên hết thì mình nghĩ chắc sáng hơn á. Bây giờ mấy chị đang quét dọn. Ở vô đây là cắm sào nha. Mấy cái trống nhìn rất là đã luôn. Mình thấy có cái trần tên nữa nè, không biết có lên được hay không à. Nó đa phần thì bằng gỗ, chỉ có cái nền là ba lót gạch thôi. Mình thấy đa phần người ta đi vòng vòng ở ngoài không à, chứ gần như là thấy ít ai mà vô đây lắm. Nên mình đi vòng ở phía sau nha. Thấy phía sau mình thấy có mấy cái công trình đó nè. Chỗ này giống như là cần phải tu bổ rồi. Chỗ này nó sức tùm lum hết trơn rồi. Nói cái đường này mình đang đi nó cũng lót đá nữa nè. Rất là đá luôn. Ở đây hình như là hết rồi. Nó vòng vòng thì toàn là nhà dân đó mà. Ở đầu mình ghé đây cái là chiếm cũng gần hết nửa quán rồi. Ở đây mình thấy có mấy cái lối đi xuống nha, nhưng mà đa phần là bị chặn hết rồi. Đây có cái đầu tiên nữa nè.
Bây giờ mình sẽ đi vòng lại ngang chỗ cây bông giấy để mình uống cà phê nha. Giờ trời cũng khá là lạnh, giờ phải phơi nắng nè. Ở dưới miền Tây mình cũng lạnh, nhưng mà thường là chừng Tết này là chừng 20 mấy độ à, chứ không có xuống cái dạng mà 10 mấy độ như trên đây. Mà còn gió nữa chứ. Ở đây có mấy cái hang đá nữa nè, nhưng mà cũng chặn là không có vô được. Nó đứng ngay chỗ hát nước chụp hình cũng đẹp lắm nha. Nhưng mà khổ nổi lâu lâu là có gió nó thổi qua, nhiều khi nó văng nước dính máy hoặc là dính người, nó khá là lạnh. Nhưng mà nhiều bạn thì vì nghệ thuật mà, vì cái đẹp nên chấp nhận hy sinh. Ở vô đây là mình ấn tượng như là cái cây bông giấy bự chảng này, nhìn rất là đã luôn. Bây giờ mình đi qua chỗ đó để ngủ cà phê nha. Còn chỗ này cũng có khách cũng khá là đông nữa nè. Đa phần là đoàn mình chiếm cũng phân nửa rồi. Ngồi đây mấy bạn nhìn hướng bên phải thấy được cái cầu vòng đã lắm. Đó, mình ngồi chung với ông 7, bà 7 anh 4 nha. Còn cây bông giấy bạn thấy nè, rất là tuyệt vời luôn. Này như là sát pháo, loại này nở dữ lắm. Này mấy thành viên trong đoàn mình nè. Có mấy cô thì rất là vui tính luôn. Bữa nay là đây thì mình uống thử cà phê tròn nha. Cà phê tròn thì ở đây nó tới 150 một ly luôn. Còn cà phê thường thì mình thấy cũng có 30 mấy ngàn cũng có nữa. Nói chung là đủ giá, 30 mấy, 70 đều có hết. Ăn sáng ở đây cũng có nữa. Nè, cái này người ta có cho thêm sữa nữa nè. Mình thì nói là uống cà phê thôi, chứ thật sự thì mình nhấp miếng nha. Chứ mình thì cũng khoái cà phê sữa. À, mấy bạn nếu uống cà phê tròn thì tốt nhất mấy bạn uống cà phê không. Chứ còn nếu có pha giống như mình thì nó sẽ hơi trớt nha. Mình chỉ có trải nghiệm cái cảm giác như thế nào đó. Nhưng mà tính ra mình chẳng thích cà phê sữa. Mình uống thì cái dạng giống như là bạc xỉu vậy. Rồi ngồi đây bạn thấy được cái cầu vòng nè. Cầu vòng thì nó nhìn mắt thường thấy rõ lắm nha. Quay camera nhiều khi nó không bằng. Nó vừa cắm bông, ngắm hoa, lại ngắm thác rồi mà. Cái không gian đó là lãng mạn luôn. Nói sau khi mà uống cà phê xong thì bây giờ đoàn mình sẽ đi về bên Nha Trang nha. Rồi clip mình kết thúc tại đây. Chào tạm biệt các bạn. Hẹn lại các bạn trong clip khác.